ta đi mang theo ngậm ngùi. Có anh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mặt ngàn tình người. Thương quê hương, điều linh đoà đầy, yêu không gian, dân quê đời này. Thước ngàn mới, những cánh chim bay, xin giữ non sông, khó phải cầu thề. Trời biển xanh hàng, quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa, bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa, cho mùa kinh hoàng. Yêu không gió, nhìn trời thân yêu, anh bay xa mãi, tình đàn chiêu đi, nhớ quê nhà. Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô. Dạ Nam Phương chào chú, chú khỏe không? Tôi khỏe, hôm nay cô có vẻ phấn khởi, giới thiệu tôi. Dạ, cô biết. Thấy chú cười tôi là biết rằng là chú đang rất là phấn khởi. Tôi vui nữa là vì thưa cô, tháng 5 là tháng hoa, tháng của mẹ. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây trung tuần tháng mẹ. Và chắc chắn tôi sẽ nói về mẹ cho tới hết tháng này luôn, thưa cô Nam Phương. Mẹ chính là người đã cưu mang và sinh thành, nuôi lớn và yêu thương con cái vô điều kiện. Tình yêu của mẹ cũng như cô có con vậy. Tình yêu của mẹ dành cho con không giống với bất cứ kỳ ai trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Một tình cảm không cần biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức và không khoan nhượng với những cản đường, những gì cản đường của nó. Ôm con, mẹ đếm sao trời, đếm hoài không hết một đời long đong. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đã trải qua những hoàn cảnh, những tâm tình này và sẽ cùng tôi nhìn lại mẹ, nhìn lại tình mẹ ngày hôm qua. Từ Đại Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do và diễn đàn chính nghĩa, xin gửi lời chào đến nhà văn, cựu trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Thưa nếu chị Bình nghe được tôi ạ. Cố gắng tăng cái âm lượng lên một tí chứ tôi nghe nó hơi bị nhỏ. Cô Nam Phương có thể tăng cái volume của trung tá Nguyễn Bình thêm một chút nữa không? Nghe hơi nhỏ bên phía bên kia. Bây giờ nghe rõ chưa chị? Nghe được chưa? Cũng nghe được nhưng mà nó vẫn còn nhỏ lắm ạ. Thôi cố gắng đừng xa lắm. Bên đi biển về bên đó biển. Xa, xa. Chị đang ở tại Hà Nội, điều đó chắc là tôi biết đúng rồi. Hà Nội tốt không? Thời tiết thế nào thưa chị? Hà Nội thì hôm nay thời tiết thì ban ngày có nắng một chút nhưng mà tối thì cũng mát mẻ, bây giờ thì cũng đang là bình thường, không đến nỗi nóng sốt quá. Tôi biết nhiều người con các viên chức lớn quân đội ở ngoài Hà Nội ngày trước cũng như chị vậy, ai cũng lên tới đại tá cả. Tại sao Nguyễn Nguyên Bình chỉ lên tới trung tá làm sao? Tôi trong cái thời gian mà tôi làm công tác vận động quân đội binh sĩ Trung Quốc ấy, thì đến cái năm hình như là năm 90, khoảng năm 90 đấy, thì tôi thấy công việc nó cũng hết rồi. Tại vì lúc ấy hình như là người ta có ký kết với nhau một cái hiệp định gì đấy để mà hai bên không có
không có nói qua nói lại với nhau nữa vì tôi đang làm cái buổi phát thanh dành cho binh sĩ Trung Quốc và gia đình nhà. Thế thì thấy là cơ quan nói là thôi bây giờ không có cái buổi đấy nữa. Thì tôi bảo à thế bây giờ hết công việc rồi mình không cần phải làm ở đây nữa. Ở trong khi đó ở bên ngoài thì các cái bạn bè của tôi họ làm báo của những các cái hội báo. Ví dụ như là có một người bạn tôi nữa nhận làm tổng biên ngoài đấy làm. Thì ra đời ấy làm thì lúc ấy hoàn cảnh là cái lương chính thức của các cái cán bộ công nhân viên chức cũng như là sĩ quan thì là rất thấp so với giá thị trường bên ngoài. Trong khi đó cái báo của hội đấy thì họ lại trả lương rất là cao. Thế nên tôi nghĩ là công việc trong quân đội đã hoàn thành rồi và cái lương lại thấp thì tôi ra ngoài để tôi làm cái việc mà nó phù hợp với cái sở thích của tôi về làm báo. Rồi lúc ấy tôi ra đây thì họ mời tôi làm thư ký tòa soạn của cái báo Người Xây Dựng thì lương lại cao cho nên là tôi xin ra. Mà xin ra thì lúc ấy cấp của tôi chỉ có là trung tá thôi. Trung tá. Lý do tôi hỏi là vì có cái điều rất là thú vị giữa tôi và thân phụ của chị. Có lẽ ông cụ đã lên chương trình tôi 3-4 lần. Tôi mới mời chị lên sau. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh quý mến lắm. Người bạn Vong Niên rất là thân mến của chương trình này. Ông cụ đã mất như vậy sống kể ngày kết thế năm kể năm thế chị được hơn 1 năm chưa? Hơn 1 năm rồi, tại vì nếu mà ngày âm thì cụ mất vào ngày mùng 1 tháng Chạp năm ngoái. Thế thì năm nay là đã tháng 3 rồi, đã tháng 4 rồi chứ, tháng 4 âm rồi thì hơn 1 năm rồi, 1 năm 4 tháng rồi. Chị biết tiểu sử của thiếu tướng nhiều hơn tôi, và chị cũng sống với thiếu tướng nhiều hơn tôi, nhưng có một điều tôi rất là quý mến ông đó là vì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ông trời ông sinh ra hai phái, phái nam và phái nữ. Trong cái phái nữ đó, bất cứ ở một nơi nào, nước nào độc tài không độc tài, họ đều dùng mỹ nhân kế cả. Ở Hoa Kỳ này, chúng tôi mới đây, cách đây mấy tháng thôi, có nhiều anh dân biểu còn tuổi trẻ lắm đã bị các em chân dài của Trung Quốc có dù dỗ cả. Không biết là bán những cái gì, bán những cái gì cho nó. Tôi muốn nói là Nguyễn Trọng Vĩnh đã ở bên Trung Quốc 13 hay 14, 15 năm đại sứ phải không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Vâng, 13 năm ạ. Không dính líu với một người đàn bà nào cả. Chị có thấy hãnh diện về bố chị không? Có hãnh diện về bố chị không? À, đây thì tôi phải nói cho anh nguyên nhân của nhà tôi giữ được cái những các cái về đạo đức của con người mà không dính líu những cái sự gọi là mỹ nhân kế hoặc là các cái kế khác của Trung Quốc ấy. Có thể là Trung Quốc thì nó nhiều kế lắm, mỹ nhân kế cũng có, hối lộ cũng có, cái gì cũng có hết. Nhưng mà cụ không bị dính vì sao? Là vì là cụ là con một ông cụ nhà nho và cụ cứ theo cái mẫu của người quân tử ngày xưa ấy mà anh có biết không? À, người quân tử ví dụ như thực bắt cầu bão, tức là người quân tử là ăn không cầu no, tức là chỉ ăn để đủ sống thôi, hoặc là người quân tử thì coi như là nam nữ thủ thủ bất thân, hay là những cái đạo đức mà của nhà nho ngày xưa ấy. Thì thực ra thì trong cái đạo đức của nhà nho ngày xưa cũng có những cái hạn chế nhưng cũng có những cái tốt. Mà cái tinh thần của cụ nhà tôi là theo cái đạo đức của người quân tử, là những cái đạo đức tốt thì cụ giữ cho đến già. Để cộng với những cái lý tưởng của cụ là yêu nước thương dân, thành ra là nó, cụ không bị những cái chuyện, những cái cám dỗ đây nó làm cho bị tha hóa đi. Khó đấy. Chị biết người ta nói là lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, hay lấy vàng thử đàn ông. Dĩ nhiên là tôi nhắc đến cụ là vì cũng có hai lý do. Một là đúng là người cha nhưng cũng là một người mẹ của chị. Phần đầu tôi có nói ôm con mẹ đếm sao trời, đếm ngoài không hết. Một đời long đong ôm con cha đếm sao trời. Tôi nghĩ cuộc đời thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thân sinh của cụ không, của chị không long đong đâu. Nhưng mà cũng có nhiều, nhưng có nhiều khó khăn rắc rối. Có cái tâm tình gì nghĩ về mẹ của chị, có cái tâm tình gì với người cha sống nuôi con như người mẹ của chị và cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, chị nói đi. Thì tôi nghĩ là
Tất nhiên là con nào mà chả quý cha mẹ, nhưng mà cụ nhà tôi thì đối với con cái có một cái rất hay là cụ rất là công bằng. Cụ không thường thường thế này này, trong cái con người nó có cảm tính, có gia đình có 2-3 người con ấy, nhưng mà có thể hợp người này, có thể không hợp người kia, nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng cụ nhà tôi thì cũng có một cái là cũng rất là công bằng, không có thiên vị con nọ con kia, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cụ lại rất là có một cái sự gọi là tôn trọng con cái. Tôi nói ví dụ như cái hồi nhỏ đấy, hồi tôi còn đi học ấy, thì tôi cũng có thể có những cái việc làm này nọ nó gây ra hiểu lầm. Thế rồi cụ cũng mắng mỏ tôi một trận. Thế nhưng sau đó cụ hiểu ra là cái việc, sự việc nó không phải như thế, thì cụ lại cũng rất là công tâm, công minh. Và cụ nói là thôi thì tôi bố hiểu cái chuyện ấy rồi, bố xin lỗi con. Tôi thấy là rất ít người cha mẹ mà lại khi mà đã hiểu lầm con và hiểu ra cái sự việc ấy mà lại nói được câu là xin lỗi. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh có một người con gái, chỉ có một người em gái tại Bến Đức. Cái điều đó có đúng không? Đúng rồi. Cụ có đọc, chỉ có đọc được cái lá thư của Nguyễn Trọng Vĩnh gửi cho con không? À, thì tất nhiên là cái gì cụ biết thì tôi phải đọc chứ. Lá thư đã được đọc trên chương trình từ cánh đồng mây này. Ông đọc đi. Cụ cho phép tôi đọc lá thư của cụ cho tất cả mọi người nghe không? Ông đọc đi. Tâm tình của cha, của con, của mẹ, của con tuyệt vời như thế là cùng. Chị nói đến lá thơ, tôi có nhắc đến chữ thơ. Chị có gửi một lá thơ cho người bạn đồng môn của chị. Không phải học cùng lớp nhưng mà đồng môn. Trong cái phần câu nào đó chị có nói là thưa anh, bây giờ chỉ còn có việc nhỏ để tôi hỏi riêng tư, là cho phép tôi hỏi nốt số là 2 năm trước đây một số các thầy cô của anh và của tôi nữa đã nói chỉ mong Phú Trọng đừng làm những điều gì khiến thầy cô phải xấu hổ. 2 năm qua các thầy cô nghĩ sao về ngôn hành của anh? Tôi chưa dám hỏi. Tôi chỉ xin hỏi anh đã có kế hoạch bố trí ngày nào để đến thăm hỏi ý kiến các thầy cô chưa? Cái chuyện đó đó là đúng. Chị ký tên người viết đồng môn, nhưng mà tôi hỏi với chị là làm không nghĩ ra mình làm thì làm sao biết đến cái chuyện mà đi thăm thầy cô hay có hiếu với thầy cô được. Điều suy nghĩ của tôi về cái lá thơ của chị như vậy có đúng hay không, thưa chúng ta Nguyễn Minh? Vâng, đúng như thế đấy. Thực ra này, mình có muốn đến thăm thầy cô thì thầy cô rất là sẵn sàng. Thế nhưng mà bởi vì là có thể anh nghĩ là bây giờ anh ấy cao hơn thầy cô nhiều rồi, cho nên là cô chả nịnh bợ anh thì thôi, chứ việc gì anh ấy phải đi thăm hỏi thầy cô. Thầy cô có muốn đề đạt ý kiến gì thì phải xin phép những cái người xung quanh, rồi gửi thư cho ông thư ký, rồi may ra ông thư ký ông ấy có sắp xếp được cái lịch để mà gặp. Chứ còn anh thì làm sao mà cần phải đi hỏi ý kiến thầy cô? tôi đọc được trên mạng cũng như trên Facebook. Anh ông Nguyễn Thành Giang ngày xưa ông gọi ông là Nguyễn Phú Trọng Lũ, nhưng bây giờ anh ta có cái tên là anh Đầu Bạc Hiên Ngang. Trong cả cái thời gian chị đi học với mình, nói cho nó đàng hoàng, đi viên chức Nguyễn Phú Trọng này đi, cho đến ngày hôm nay, có điều gì hay nhất hay có điều gì không hay nhất, có điều gì hay nhất tôi chưa thấy, nhưng mà có nhiều điều không hay tôi sẽ nói, nhưng mà tôi hỏi chị trước, có điều gì hay có điều gì không hay về Nguyễn Phú Trọng mà thưa chúng ta Nguyễn Minh Bình? Bây giờ nói hay dở thì nó cũng khó lắm, bởi vì bây giờ anh làm to rồi, nói động đến anh ấy thì có khi là công an phải đến bắt tôi đấy. nhưng mà chỉ có một vấn đề là tôi biết rằng cái hồi anh Trọng học ấy thì anh ấy học cũng ở lại trung đình, và anh ấy cũng ít tham gia những các cái hoạt động văn nghệ thể thao của sinh viên, cho nên là ít người để ý đến anh ấy. Và cái luận văn của anh ấy thì viết về ca ngợi về thơ Tố Hữu đã vận dụng những các cái yếu tố văn học dân gian như thế nào, thì tất cả những cái đấy là nó rất là chính thống, và nó cái luận văn đấy mà muốn làm thành công thì nó cũng không có khó khăn gì. Các thầy cũng đánh giá đấy là cái luận văn là trung bình khá. Thế thôi, đại khái khi học ấy thì anh cũng không có cái gì nổi bật. Nhưng mà anh ấy nổi bật ở cái chỗ là anh ấy rất là nghiêm túc và rất là chăm chỉ. Đấy,
Thế còn về sau này anh ấy làm to thì chắc là cũng cái tính nghiêm túc và chăm chỉ và rất là ngoan ngoãn nghe lời thì anh cũng cần tự nghi tiến rồi anh lên. Thế còn về sau này thì chỉ có một cái người bạn cùng học lớp với anh ấy, chứ không phải là chúng tôi là đồng môn, nhưng mà có một cái anh tên là anh Thông, bây giờ anh ấy mất rồi. Thì anh ấy nói là anh Phú Trọng cũng ít đổi mới, không phải là đổi mới cái gì to tát đâu, nhưng mà ngay cả cái việc mà sử dụng những cái công cụ như là máy tính điện tử rồi những cái xâm nhập vào Internet là anh không làm. Chỉ có nhắc đến mấy thứ tôi vừa mới nghe đó, nó không có đúng, nó không có đúng với một người. Người nào cũng vậy thôi chứ không phải là Nguyễn Phú Trọng. Anh ấy làm to nhưng mà biết ngoan ngoãn nghe lời. Không đúng đâu, không đúng với một người lãnh đạo quốc gia, không đúng với một người lãnh đạo đảng đâu. Thứ hai nữa là đêm hôm qua tôi cũng có đọc một phần nào về về tiểu sử gia đình của viên chức Nguyễn Phú Trọng. Có nhà bình thường thôi, chứ không phải là con ông cháu cha, con cháu các cụ gì cả. Mà, dạ, nếu mà có nhà bình thường muốn tiến thân thì phải nghiêm túc, phải biết nghe lời. Nhưng mà làm tới Tổng Bí Thư, làm tới Chủ tịch nước mà phải biết nghe lời, tức là phải nghe lời ai? Nghe lời vợ hay nghe lời Trung Quốc, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Tôi không biết, tại vì là trước anh Phú Trọng còn có những người gọi là tiền nhiệm của anh ấy, thì cái tư tưởng của người ta như thế nào thì anh lại vẫn nghe lời những người tiền nhiệm ấy. Chị nói như vậy cũng như tôi là một người ông thầy Phạm Toàn quá vãng rồi, chị biết thầy, thầy cũng rất thân với gia đình chị, cũng như ông thân sinh. Ông cứ nói với tôi là mày là thằng giặc lái. Nếu chị ngồi trên máy bay mà tôi lái ấy, mà tôi phải nghe người khác ấy, bỏ mẹ đấy, chết đấy. Tôi không ngạc nhiên gì cả khi mà chị nói phải nghe người khác. Cái phần đầu quên nói đến lá thơ nữa, tôi cũng có một cái lá thơ mà tất cả những người ký tên đều là những người thân mến của chương trình này cả, gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nào. Có Nguyễn Công A, có Nguyễn Nguyên Bình, có Hoàng Hà, Hoàng Hưng, Nguyễn Đăng Quang gửi về cái việc bà con đồng tâm gì đó. Chuyện đồng tâm nó cũng chưa phải gì vãng đâu, nó không để lâu quá buồn đâu. Nhắc lại cái lá thơ, có nhớ cái lá thơ đó không? Tôi tất nhiên là nhớ. Rồi câu chuyện nó xảy ra cho tới tận cùng của sự đau khổ của một ông đồng chí của đảng, tận cùng của sự đau khổ của một cách người ta gọi ngày xưa và bây giờ cũng có thể như vậy, phong kiến vua tập thể, chu di tam tộc. Có làm cho chị ấy nấy đau lòng khi nhìn lại lá thơ đó, hay khi nhìn lại đồng tâm, hay khi nhớ lại Lê Đình Kình, chị đã đến thăm hay không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Tất nhiên là tôi phải đến thăm cụ nhiều lần, khi cụ mất rồi tôi vẫn phải đến viếng mộ cụ chứ. Mà có một vấn đề này, không, cụ nhà tôi nhá, mất vào ngày mùng 1 tháng chạp, thì cụ Kình mất vào ngày rằm tháng chạp, cũng cái tháng đấy. Cái chuyện đấy là tôi nhớ sâu sắc lắm. Chuyện nhớ người đi qua đời tôi, làm sao ai quên được. Nhưng chuyện nhớ là một cái sự việc đáng không đáng phải xảy ra, không đáng phải mang 3.000 quân vào giết một ông già. Tôi không lặp lại những cái chuyện cũ đâu, nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi chị cái tâm tình của chị hay những người đã viết lá thơ đó thôi, thưa chúng ta Nguyễn Nguyên Bình. Cho đến ngày hôm nay khi tôi đang nói chuyện với chị, khi những cái tâm tình của người trong đảng với nhau, cái tâm tình của người Việt Nam với nhau, hay cái tâm tình của một người là cầm đầu cả một đảng mà phải đi nghe lời người khác. Cái này là Nguyễn Phú Trọng ra lệnh mà, chứ đâu phải nghe lời ai đâu, phải không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Theo tôi đoán ấy, thì có thể là ông ấy vì ông ấy thiếu thông tin, cho nên ông phải nghe những, đây không phải nghe cấp trên mà có thể nghe những các cái báo cáo không trung thực, thì ông ấy không hiểu được rõ vấn đề. Ấy, theo tôi nghĩ là như thế. Một người nữa, có thể người đàn bà chỉ rất là quý mến gia đình, chị Cấn Thị Thêu đã khoanh tay ngẩn mặt
nói với ông Long Chánh Án là tôi không phải là người có tội. Tôi không bao giờ khuất phục những cái điều gì tôi đã và đang làm. Và cả hai ba người con của chị cũng bị bắt đi tù cả, cũng chỉ vì phục vụ cho đồng bào, cho những người xung quanh biết tin tức thôi. Đó là chống lại đảng. Vâng. Chị biết cái theo mà phải không ạ? Tình hình của bà này như thế nào thưa chị Bình? Chị theo á? Dạ vâng. Chị có nghe tình hình của họ không? Thì tôi thì thôi những các cái mà xử án thế nào hay là những tình hình thì tôi cũng chỉ nghe trên thông tin đại chúng, tức là gồm có cả hai phía, nhất là phía mà đồng bào người ta ủng hộ của chị theo, và người ta cũng trong cái tình trạng bị oan khuất, bị mất đất, bị này kia đấy, thì tôi cũng nghe như thế. Chứ còn khi tiếp xúc với chị theo ấy, thì tôi hiểu chị theo là một người rất là giỏi trong cái việc mà cảm hóa người khác bằng những cái sự thật mình chắc, hoặc là bằng những các cái lẽ phải thuộc về mình ấy. Thì dù chị có bị giam tù ở đâu, bất cứ người ta có thể đưa chị vào những cái nơi mà tội phạm hình sự rồi những cái người mà xã hội đen vân vân, nhưng mà bằng cái chân lý về phía mình và bằng cái tình cảm rất là chân thực, thì chị theo rất giỏi về cái việc mà cảm hóa những cái con người đấy để cho họ hiểu cái sự thật. Cả gia đình đều giỏi cả thưa chị. Tôi không được tôi không được chị Cấn Thị Thêu cũng đã lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này hơn một lần rồi, nhưng con của chị là chính Bác Vương dù rằng không được học cao cho lắm nhưng rất là giỏi về kỹ thuật. Bất cứ một hình ảnh nào mà tôi cần thì trong vòng 10 phút Bác Minh cháu sẽ gửi sang cho bác đầy đủ có ngay những điều rất là quý mến. Hỏi về chuyện người ta nhiều rồi, bây giờ hỏi về chuyện Nguyễn Nguyên Bình đi, cách đây 1 đến 2 năm gì đó chị có nhận làm cố vấn cho tổ chức nghiệp đoàn độc lập gì đó, tại sao chị lại làm như vậy, mà có điều gì tốt không? Thì tôi thực ra này, tôi chỉ muốn làm thế nào cho đất nước được phát triển, cho nên là tôi rất hoan nghênh cái việc mà ký kết hiệp định mậu dịch tự do giữa Việt Nam và châu Âu EU đấy. Thế thì tôi cho là trong đó có một cái điều khoản là họ đề ra là cần phải có cái công đoàn độc lập. Thế thì tôi nghĩ là có cái công đoàn độc lập ấy thì nó chẳng có hại gì cho đất nước, là chẳng có hại gì ai, mà phù hợp với cái việc mà làm ăn hợp tác kinh tế với châu Âu. Thì tôi cho cái việc rất là tốt thì tôi làm. Có một người đã làm cái việc này trước khi... cũng chẳng phải trước khi đâu mà chị cũng theo dõi, chị cũng quan sát, đó là cô bé tên là Đỗ Thị Minh Hạnh, lâu quá tôi cũng không biết là còn bây giờ đang hình như đang bị đi tù phải không thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Vâng, bây giờ thì tôi không biết là tù hay không, nhưng mà bây giờ cũng không còn có thể hoạt động được cái gì cả. Để tôi biết là những cái việc mà người lao động người ta tự thành lập ra những các cái tổ chức riêng của họ ấy, thì nhà nước này họ không muốn, họ muốn cái gì họ cũng nắm trong tay để họ điều khiển. Nhưng mà có một vấn đề là nhà nước thì lại có cái mâu thuẫn, tức là muốn thu được nhiều cái đầu tư của nước ngoài, trong đó có cả phía châu Âu, rồi có cả Mỹ, rồi có cả Nhật Bản, rồi có cả Trung Quốc vân vân. Thế nhưng mà ở đây có cả Đài Loan nữa. Thế thì những cái đầu tư nước ngoài đấy thì cái lợi cho nhà nước là họ thu được thuế, rồi họ thu được những các cái thu nhập, cái thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, rồi cũng có phát triển được công an việc làm, tăng gọi là GDP đấy. Thế nhưng mà có một cái là một số các cái nhà đầu tư từ các cái nước mà nó không có cái luật lệ rõ ràng, mà nó không bị ràng buộc bởi những cái luật lệ mà rất là đúng đắn đối với công nhân ấy, thì họ thì cái nhà nước này là họ họ lại ủng hộ những cái chuyện đấy, tức là tha hồ bóc lột công nhân, rồi thì đối xử với công nhân thế nào cũng chả bị ai trừng phạt, chẳng làm sao cả. Thế thì cái đấy thì nó rất là nguy hiểm. Tôi thấy là nếu mà cứ duy trì như thế thì những người làm công ăn lương người ta sống thế nào được. Cho nên là tôi ủng hộ cái việc mà có công đoàn, nhưng công đoàn đấy phải đơn vực quyền lợi của những người lao động.
Cho đến ngày hôm nay có thành công không chị? Có thành công không? Họ có lắng nghe chị không? Chị có, họ có lắng nghe nghiệp đoàn độc lập không? Tôi vừa mới, tức là người ta vừa mới đăng lên trên mạng một cái thì có công an đã đến hạch sách tôi. Làm sao mà bà lại, làm sao mà bà lại nhận làm cố vấn? Thì tôi nói là cái cố vấn của tôi thì nó rất là đơn giản, có nghĩa là một cái tổ chức nào mà gọi là anh là ngài là cố vấn ấy, thì tôi thấy mà tôi nói những cái điều gì mà họ cho là đúng và cần thiết thì họ nghe. Còn những cái điều gì cũng là ý kiến của tôi nhưng mà họ thấy không muốn nghe thì họ không nghe. Cái vai trò cố vấn của tôi nó rất là đơn giản chứ nó không có cái gì. Tôi không phải là người chỉ huy, tôi không phải là người thành lập, tôi không phải là chủ tịch hay là phó chủ tịch hay là cái gì của trong các cái cuộc tổ chức ấy cả. Tôi chỉ có cố vấn ở chỗ là tôi có kinh nghiệm về làm dịch vụ. Thì tôi có muốn truyền cho họ cái kinh nghiệm để vận động công nhân và vận động cả giới chủ nữa, bởi vì tôi cho giới chủ với công nhân tuy rằng nó có những cái mâu thuẫn về quyền lợi nhưng nó lại cũng lại có một cái sự đồng nhất, có nghĩa là cái xí nghiệp, cái doanh nghiệp có tồn tại được thì người công nhân mới có công ăn việc làm, và cái doanh nghiệp có tồn tại được thì cái người chủ mới thu được lợi nhuận. Thì tôi nghĩ là cái đấy là phải là hài hòa quan hệ giữa hai bên. Thế bây giờ muốn qua hài hòa quan hệ giữa hai bên thì cái người mà nếu giả sử như ở một cái doanh nghiệp nào đó nó có cái công đoàn độc lập và cái người đại diện cho công đoàn độc lập ấy, thì phải có cách là vận động công nhân đồng thời là vận động cái người chủ để hai bên phối hợp với nhau được tốt để xây dựng cái xí nghiệp, và xây dựng xí nghiệp nó có phát triển thì cả hai bên đều có lợi. Đấy thì cái suy nghĩ của tôi là như thế. Cách đây một thời gian ngắn thôi, Nguyễn Nguyên Bình viết trên Facebook của mình là xin được nói nguyên văn: canh chặn, bắt bớ tù đầy, bất cứ thủ đoạn tàn ác nào cũng chẳng cấm được tình yêu đối với hoa lá, quê hương đất nước, người thân, bạn bè, cũng không cấm được sự căm ghét giặc ngoại xâm và những cái xấu ác chung quanh ta. Cái Facebook này chị muốn nhắn cho ai? Chị muốn gửi cho ai, thưa nhà văn Nguyễn Nguyên Bình? Tôi nghĩ là tôi gửi cho tất cả. Đấy, cái tính của tôi là căn tính của tôi là địch vận, là đến binh sĩ địch mà mình còn vận động nữa, là cho nên là kể cả đồng bào mình với hoặc là những người mà chuyên môn đi đánh đập đàn áp bắt bớ đồng bào mình thì tôi cũng muốn gửi cho họ. Chị nhắc đến làm tôi chợt nghĩ đến cụ bà Lê Hiền Đức, dần gần chị lắm, tốt lành lắm, bà già, bà già nắm mồm. nó gọi bà cụ là bà già nắm mồm. Tôi còn nhớ thằng bốn tê nó đánh bà ấy bẻ hết bể đầu gối cơ mà. Mà những cái điều chị nói, chị nói là đúng. Tôi chị cũng làm cho tôi nghĩ lại cách đây, chị cũng đã theo dõi chương trình này lâu rồi, cách đây mấy năm, năm 3, 4, năm 6, 7 năm gì đó, có những cuộc xuống đường rất oai hùng của những người tuổi trẻ hay cũng cựu chiến binh như chị chống Trung Quốc. Sau này nó cấm hoàn toàn, nó cấm hoàn toàn. Theo như Nguyễn Nguyên Bình thì mày có bắt, mày có làm gì cũng không cấm được sự căm ghét giặc ngoại xâm và những cái xấu ác chung quanh ta. Cái điều đó chị vẫn nói như vậy phải không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Vâng, tôi vẫn nói như vậy và tôi vẫn nghĩ như vậy. Có một cái điều chị nhắc cái phần đầu, khi ông cụ làm đại sứ tại Trung Quốc 13 năm. Và chắc chắn là Nguyễn Nguyên Bình rất là giỏi tiếng Tàu. Nguyễn Nguyên Bình có một cái cuốn sách tôi đang đọc, tôi cũng thích lắm, của Du Hoa, Phải Sống. Tại sao này dịch phải sống, tại sao này phải dịch phải sống, thưa Nguyễn Nguyên Bình? Thì tôi cũng đã được sống ở Trung Quốc trong những cái năm cách mạng văn hóa, thì tôi thấy rõ những các cái vô lý, những cái tàn bạo, những cái cái hỏng của cái cuộc cách mạng văn hóa đấy. Thế cho nên là tôi, khi mà tôi đọc cái cuốn Phải Sống thì tôi thấy là nó rất là gần gũi với cái hiểu biết, với cái suy nghĩ của mình, cho nên là tôi dịch cái cuốn đấy. Với lại như này, cái hồi tôi đi sang bên Trung Quốc, cái hồi năm tôi thăm cái trường cũ của tôi ở trường sư phạm Thiên Tân ấy, thì gặp các thầy cô, nhất là cô tên là Bình Huệ Nguyên, cô mới giới thiệu cho tôi một số. Tôi hồi đấy thì tôi cũng đang có thời gian nên tôi dịch sách, nên tôi mới bảo là bây giờ những cái sách nào mà đáng dịch thì cô giới thiệu cho em. Thế thì cô giới thiệu cho tôi nhiều cuốn sách, thì trong đó có sách Phải Sống. Tôi về tôi xem, nó thấy hay quá thì tôi dịch.
Đó là năm nào thưa chị? Khi chị dịch cuốn sách phải năm ông Dư Hoa, ông sinh năm 1960 nhưng mà lâu rồi, tôi biết lâu rồi nhưng mà không nhớ năm. Không, cái chuyện tức là cái chuyến đi thăm Trung Quốc của tôi mà thăm thầy giáo cô giáo cũ ấy là năm 99, năm 1999. Thế còn cái chuyện phải sống thì sau đó tôi dịch, nhưng mà tôi đưa rất là nhiều nhà cái chỗ xuất bản thì họ cứ ngần ngại như nào, họ không dám xuất bản. Kết quả là tôi mới kết bạn được mấy người ở cái nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Thì họ mới đọc, họ thấy hay quá thì họ mới đưa ra họ in. Chứ còn tôi cũng đưa nhiều nơi rồi, nhưng mà hoặc là cũng có một cái nhà xuất bản nào đó nó in trộm của tôi nhưng nó không trả tiền cho tôi. Có sự so sánh, có sự suy nghĩ về phải sống ở Trung Quốc và về phải sống ở Việt Nam ngày hôm nay không, thưa Trung tá Nguyễn Nguyên Bình? Tất nhiên rồi, tôi có suy nghĩ rằng là cái quyển cái phải sống này của ông Du Hoa ấy thì cũng đã được dịch ra mấy chục thứ tiếng rồi, kể cả đây này, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật, Hồng Kông đấy. Tức là dịch ra nhiều thứ tiếng thì tất nhiên là người các nước trên thế giới, dù họ không có trải qua cái cuộc cách mạng văn hóa như ở trong cái cuốn Phải Sống người ta mô tả, nhưng mà người ta cũng rất là khâm phục cái sự gọi là sống và tồn tại của cái nhân vật ở trong đấy, cái nhân vật của cái ông ấy trải qua rất là nhiều đau khổ, mà trải qua nhiều cái chết của những người thân, nhưng mà ông ấy vẫn sống. Thì tôi nghĩ là cái sức sống của con người như thế là nó rất là đáng khâm phục, và có lẽ là ai cũng nên phải nghĩ rằng là dù mình có đau khổ đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình vẫn phải sống, và mình hướng tới một cái mục tiêu gì đó mà mình phải sống như một con người. Cái ông này ông rất đàng hoàng. Mặc dù là ông ấy bị đau khổ như thế, rồi chết con chết, rồi con rể chết, rồi con gái chết, rồi cháu cũng chết mất. Thế nhưng mà ông ấy vẫn rất là quan hệ, không cần nói một cái câu là thượng đế mà mời mình đi làm lễ mà còn chê đấy. Đường cả khá xa xôi tới chẳng đi đấy. Có phải vì cuốn sách này, có phải vì dù rằng... ông cố thiếu tướng làm đại sứ 13 năm tại Trung Quốc, 13 năm là lâu lắm đấy, một trong những đại sứ lâu đời đấy, mà cũng phải nhất Việt Nam, mà cũng phải vừa lòng bên trái bên phải, nhưng mà tại sao khi ông tướng chết, ông đại sứ không đến thăm mà chỉ gửi vòng hoa? Có phải nó ghét không? Nó ghét ông tướng không? Tất nhiên là ghét, tại vì cái năm mà cụ nhà tôi đi làm đại sứ thì bao nhiêu năm chỉ có đấu đá. Thậm chí ví dụ như là cái ông Hàn Nhậm Năng là ông ấy là thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông đến ông ấy vu khống, ông kể tội Việt Nam bao nhiêu tội ấy. Thế thì hai bên cũng phải đến nỗi phải đặt bàn với nhau. Và ông cụ nhà tôi còn phải đuổi cái ông thứ trưởng ấy về. Thế thì làm sao mà người ta quý được cụ, mà cụ thì... có những bạn bè của tôi đã nói là cụ hiểu Trung Quốc giống như là đi giày, không phải là đi guốc trong bụng thôi nhá, mà họ nói là đi giày cô sư ghi mua cái gì trong bụng Trung Quốc, có nghĩa là chết Trung Quốc phải ghét lắm, nhưng mà bạch hết những gì mưu mô thủ đoạn của họ thì họ yêu quý gì. Trung Quốc nó có Khổng Tử, có Lão Tử, có này có kia, cũng biết câu nghĩa tử nghĩa tật mà. Nhưng mà Trung Quốc thì nói như ông Lỗ Tấn, anh có nhớ những cái văn của ông Lỗ Tấn không? Ông Lỗ Tấn ông nói này, Trung Quốc thì lúc mà gọi là cao thượng thì cao thượng ghê gớm, mà lúc mà thấp hèn thì thấp hèn chẳng ai bằng. Tôi nhớ cái ý của ông Lỗ Tấn, chính ông Lỗ Tấn ông nhận xét về Trung Quốc như thế rồi mà. Ngày hôm nay câu của Lỗ Tấn nó có đúng với tình hình tại Hà Nội, tại Việt Nam, hay nói chung tại Việt Nam nơi chị đang sống không, thưa chị Nguyễn Nguyên Bình? Tôi nghĩ là Trung Quốc ấy thì mưu mô là số 1 và giả dối là số 1. Chẳng có ai mà hơn được Trung Quốc. Tôi nói là ngay như bây giờ ông thấy
từ khi ông Tổng thống Mỹ, ông Trump ấy, ông ấy vạch ra những cái mưu mô của Trung Quốc thì nó mới bung bét ra nhiều thứ, và bao nhiêu cái người gọi là có tiếng tăm ở bên Mỹ cũng bị Trung Quốc nó vô hiệu hóa đấy, bằng tiền, bằng gái đấy. Thế thì Trung Quốc khi mà nó nói nó tôn trọng anh rất là hay, ví dụ nó mời một cái nhà khoa học nổi tiếng của Mỹ nhá, đi sang giảng dạy ở bên trường đại học ở bên Trung Quốc thì nó trả lương rất là cao, cao hơn cả bên Mỹ. Thế rồi thì nó ca ngợi ông hết lời. Thế đến khi nó đòi hỏi ông ấy là phải ăn trộm một cái bí mật của nước Mỹ để cung cấp cho nó, thì nó lại quay mặt lại nó mắng ông luôn là thế ông tưởng được từ trước này chúng tôi trả ông ấy cái lương cao như thế là xứng đáng với ông à? Đấy, tôi nghĩ Trung Quốc là như thế đấy. Chị lớn lên và sống tại Hà Nội có lẽ cả đời. Tôi không biết chị đã chứng kiến bao nhiêu đại hội đảng, hay nói cho đúng thì có bao nhiêu đồ hội đảng chị đã biết, chị đã nghĩ đến. Và cứ mỗi lần đại hội đảng như vậy, nó có cái gì khác hay không? Và cái lần đại hội đảng mới, con số 13 đây này, nó có cái gì khác nữa hay không, thưa chị nhà văn Nguyễn Nguyên Bình? Tôi thấy là cũng phải khác chứ. Tại vì tôi nhớ là cái hồi đại hội lần thứ 3 của đảng ấy, thì tự nhiên nó mở ra một cái gì rất là hy vọng cho xã hội. Người ta lúc ấy là người ta đang hướng tới, nghĩ sau này sau đại hội đảng đề ra những cái đường lối thế này thế kia, rồi là sau cái cuộc mà gọi là khôi phục cái thêm chiến tranh thì bắt đầu một cái cuộc tái thiết đất nước, thì mở ra rất là nhiều cái tương lai tốt đẹp ở thành phố cũng ở nông thôn, các cái phong trào thi đua rồi nó nở rộ, rồi mọi người hy vọng. Cho nên là anh phải biết là hồi tôi nhớ cái hồi tôi học cấp ba ấy, là sau đại hội đảng ba ấy, thì cái đất nước mình nó cái tình cảm người ta nó rất sôi nổi, nó rất vui tươi, đến nỗi các nhà nhạc sĩ đấy sáng tác những cái bài hay nhất về Tổ quốc là trong cái thời gian đấy. Đây ví dụ như là hồi tôi nhỏ, hồi không thể nhỏ lắm, chứ hồi tôi học cấp ba thì rất say mê cái bài ca ngợi Tổ quốc của Hoàng Vân với Hồ Bắc nhé, rồi bài tiếng hát người chiến sĩ Diên Thừ cũng vào cái thời gian đấy nhé, rồi thì cái hợp xướng cửa Long Giang, rất là nhiều cái bài hay lắm ở trong cái thời gian đấy, vì người ta lúc tràn trề hy vọng là đất nước sẽ phát triển nhanh chóng. Nhưng mà bây giờ thì tất nhiên là trải qua mấy chục năm thì thấy nó không phải như thế. Cái thời chị nói tất cả mọi người đều tràn trề hy vọng, cái thời tôi không biết năm 1975 lúc đó là đại hội mấy, đất nước đại hội đảng sau đại hội lần thứ 3 đấy. Nhưng mà sau nó cũng có một cái kéo dài, tức là từ đại hội 3 đến đại hội 4 là một cái thời gian rất là dài. Năm thì đến đại hội 4 thì ông cụ nhà tôi lúc đấy là bị đẩy ra khỏi trung ương đấy. Tôi muốn hỏi chị là nếu có chỉ nói chứ đổi mới không cũng là một phần tốt đi, nhưng nếu nói lớn hơn là anh em quê hương bốn bể một nhà, Nam Bắc cùng một nhà thống nhất, có phải cái mốc thời gian đó là một cái mốc thời gian để cho nước Việt Nam cả hai miền Nam và Bắc tiến lên nhưng mà đã không được như vậy, có làm chị suy nghĩ không? Có làm chị suy nghĩ không? Thì tất nhiên là phải suy nghĩ chứ, nếu mà không suy nghĩ thì làm gì có cái lá thư gửi ông Phú Trọng. 13 năm, năm 75 đến năm 2013 là 38 năm chứ, 38 năm vẫn gửi lá thư đó. Có cái gì nhìn là thấy tứ trụ bây giờ, hai anh miền Trung, hai anh Hà Nội, có cái điều gì hay không? Có điều gì hay không? Vương Đình Huệ, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính. Thì bây giờ cái ông Phú Trọng thì đã làm lâu rồi thì cũng nghĩ rằng là ông ấy thì dũng như cẫn, tức là thế còn là ông Huệ với ông Phạm Minh Chính mới lên thì bây giờ cũng phải chờ xem là các ông ấy có làm được cái gì hay ho không. Nếu mà làm được cái gì mà hay mà tốt cho dân cho nước thì mừng, thế còn nếu mà lại làm những cái điều mà nó sai trái, nó làm hại cho dân cho nước thì cũng lại rất đáng lo ngại. Có sợ như cái câu Nguyễn Nguyên Bình vừa mới nói không? Người làm to nhưng ngoan ngoãn biết nghe lời không? Có sợ cái điều đó xảy ra nữa không?
thì bây giờ cũng chưa biết. À, chưa biết. Người ta mới lên ngành hoa là mình đã biết được. Kinh khủng lắm. Nói anh thôi, viên chức thủ tướng mới xuống vùng 4, tức là chúng tôi gọi là vùng 4 ngày xưa ở Việt Nam, thời chiến tranh. Vâng. Tuyên bố có vẻ oai hùng lắm. Không biết vâng. Tuyên bố rồi mai có phải rút ra lời hay không? Rồi vẫn gọi là phải đợi để xem. À, rồi một anh nữa cũng miền Trung, đó là anh Nguyễn Xuân Phúc, anh nói là dân chủ Tào Lao. Dân chủ Tào Lao là dân chủ thế nào thưa chị? Đấy, tôi cũng đang thắc mắc. Dân chủ Tào Lao. Mà nếu có dân chủ Tào Lao vẫn tốt hơn là không có dân chủ phải không ạ? Tôi không biết, nhưng mà chẳng hạn như thế, chả biết anh là ví dụ Singapore hay là Mỹ hay là Bắc Âu hay là các nước Đông, bây giờ nó trở lại nó những cái việc như thế là nó là dân chủ Tào Lao hay là dân chủ thật hay là thế nào? Chúng ta đã bảo như không nói cụ thể nhưng đây là cũng khó mà nghĩ. Họ đều là những người đỉnh cao trí tuệ cả mà, nhưng mà tại sao lại phát ngôn như là dân chủ Tào Lao làm sao? Tôi tìm có nghĩa là anh, nếu mà anh có đọc ở trên mạng xã hội đấy, Facebook hay nọ kia, thì nhiều người thắc mắc về cái dân chủ Tào Lao là gì và muốn anh ấy giải thích xem là dân chủ Tào Lao cụ thể là gì. Nhưng mà nếu mà anh có đọc thì anh mới biết người ta thắc mắc, còn anh không đọc thì anh không biết người ta thắc mắc. Và nếu mà anh biết người ta thắc mắc thì liệu anh có giải thích được hay không thì là theo ý của anh ấy thôi. Ngày xưa thời của ông Thủ tướng nói tiếng Tàu, nói tiếng Pháp giỏi. Ngày xưa thời của bố tôi nói tiếng Pháp giỏi. Đến thời của tôi với của chị nói tiếng Anh giỏi. Không còn có thể nói là Make in Việt Nam hay là mà nói là Maze in Việt Nam. Maze là cái gì? Tào Lao. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay. Tôi dành lại cho chị một đôi phút nữa tâm tình về ngày người mẹ với tất cả những người Việt Nam đang lắng nghe chị. Nhiều người thích lắm đấy, quý Nguyễn Nguyên Bình lắm. Tôi có những người vào làm văn chương bên này, yes, rất là quý, đọc họ giới thiệu cho tôi cuốn Diêu Hoa đấy, của Diêu Hoa đấy, Phải Sống đấy, ông đọc đi. Ông đọc cuốn, nó đi Nguyễn Nguyên Bình dịch cuốn này hay lắm. Tôi đang đọc đọc trên mạng. Nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa chị. Thì bây giờ tôi biết nói cái gì. Bây giờ anh có xem cái trang Bullshit không? Có, tôi có vào trang Bullshit kìa. Bố thầy Toàn mà. Nguyễn Huy Chi là những người thân của tôi mà. Vâng. Thế thì không biết là anh có để ý tôi có một cái bài để là mượn chữ Chuyện Kiều kể chuyện Đồng Tâm. Không biết anh đã đọc cái bài đi chưa? Chưa đọc, nhưng mà Chuyện Kiều thì có nhiều người nhắc tôi lắm. Vâng, thì đấy tôi cho là cái tâm tình của tôi là về cái việc Đồng Tâm là nó nằm trong cái bài đấy đấy. Tôi biết như vậy, tôi sẽ vào và tôi sẽ dành một buổi nói chuyện khác với chị về tâm tình của Chuyện Kiều với chị, với Đồng Tâm. Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, chúng ta có gần 45 phút, 50 phút tâm tình với nhau. Chị và người bạn đồng môn của chị, viên chức đầu bạc hiên ngang đã... tôi muốn nói là người bạn đồng môn, nhưng không phải là chị đâu. Tôi với chị còn chưa thấy ngửi thấy mùi đất, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng đã ngửi thấy mùi đất rồi. Đã dành rất nhiều thời gian công sức để đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa, ở nơi thiên đường xa hội chủ nghĩa. Nguyễn Trọng Phi Nguyễn đâu có biết rằng hạnh phúc thật đơn giản nằm ngay trong đôi bàn tay của mẹ Việt Nam, có mẹ Việt Nam bên cạnh mà. Tại sao không được như Nguyễn Trọng Vĩnh 13 năm vẫn đã đi quốc trong bụng của Trung Quốc. Có nhiều người vì công danh, vì đảng, quang vinh lợi lộc mà quên đi cái gọi là mẹ, nhẹ với mẹ để phấn đấu, để đạt những mục tiêu cần cho bản thân. Nhưng không, họ không nhìn lại và họ không biết rằng tiếng thở dài sau mỗi tháng năm qua, con không giàu hơn những năm tháng vơ vét bạc vàng. Nước mắt cũng nghèo đi và hạnh phúc chỉ là cánh diều ảo ảnh. Thưa chị Nguyễn Nguyên Bình, thời gian đêm nay ở Hà Nội khuya rồi. Tôi cũng có cùng tâm tình với chị. Lá vàng rụng giữa trời đêm, mẹ còn đâu nữa, mẹ hiền con ơi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em mà trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn cựu chiến binh Trung tá Nguyễn Nguyên Bình đã đến tâm tình trong ngày lễ mẹ về tình yêu của mình, của gia đình mình, của thân phụ mình và của tất cả những người thân mến.
và ngay cả tâm tình với người bạc đầu hiên ngang nữa. Chúng tôi cầu mong chị và chắc chắn sẽ có một buổi nói chuyện về chuyện kiều với chị về đồng tâm. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, đại sứ quán Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả là thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, cựu trung tá nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn cựu chiến binh trung tá Nguyễn Nguyên Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Bye.